cả vàng may túi Doraemon mang đi mà đựng. Mày mày túi đồ Doraemon có tờ heo. Mày cái túi đồ Doraemon lên nó lấy luôn cái đảo vàng cũng được. Ủa nhưng mà mày ăn một quả khế mày trả một cục vàng thiệt không vậy? Thiệt luôn, nó mang túi Doraemon đi đựng. Ok. Tắt TV thôi. Ok anh em ơi, thì mình mới vừa xem một bộ truyện cổ tích anh em, thì ôi hay quá luôn. Đây chính là chuyện cổ tích ăn khế trả vàng, thì mình mới vừa xem trên TV nè anh em. Wow, ăn một quả khế con quả nó trả đến một cục vàng luôn. Trời ơi, bộ giàu nha. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình, và chào mừng anh em quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Thì hôm nay mình sẽ quay cái gì đây mình cũng không biết nữa. Nói chung là mình phải làm gì đây ta? Nói chung là kêu ta. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái con gì trên đang đuổi lùi vậy? Ủa cái con kia, mày mau leo xuống khỏi cái cây khế của tao coi, mày đứng ở trên đó mày gì, mày nhìn mày đang đuổi lùi vậy? Ta đây thôi luôn á, cái thằng xanh lét đó gì mặt gì người xanh lét thì dấu trí như mày á. Mày chết ta xấu như mày. Cái gì mày chửi tao gì mình ta... Nhầm. Cái gì anh em ơi, cái con quạ này láo ghê, nó nhìn thấy mình mặc cái bộ đồ màu xanh, tóc mình màu xanh, nó kêu mình là xanh lét. Mặc dù trên người của mình có màu xanh lá cây, màu vàng đàng hoàng. Con ngựa này nhìn kìa, trời ơi con ngựa gì đâu mà đen thui hồi lùi, có mỗi màu vàng với màu đen à. Con này con ngựa hả? Tao xin tự giới thiệu với mày nè, tao là quạ đen đó, hoa hậu của các loài trim. Cái gì? Mày là con quả gì chứ? Đen hoa hậu các loài trim. Cái gì? Con quạ hả? Trời ơi, lần đầu tiên thấy con quạ mà quái dị như mày á. Tao đâu mày leo xuống đây coi. Leo xuống thì mày bắt tao hả? Không, mày leo xuống cho tao xem cái người của mày thôi. Không bắt đầu xuống đây. Chờ nhìn kìa anh em. Mày may mắn lắm mày mới được chứng kiến là hoa hậu của các loài trim á. Thôi mày đi vô đây, mày đứng đi chứ, mày đứng ở ngoài đây nhìn mày y như cái nhựa đường vậy, tao không thấy gì hết cả. Đứng im ra. Trời ơi cái gì đâu mà, trời ơi con quạ đấy hả? Trời con quạ gì đâu mà nhìn thấy ghê vậy? Nhưng mà mày không được. Trời ơi mà tao hơi bị chinh á. Ăn tiếp. Đi ra cái cây khế của tao. Ai cho mày hái khế của tao, đi ra chỗ khác, nhanh lên. Mày đã xem truyền thuyết ăn khế trả vàng chứ? Cái gì ăn khế trả vàng? Có rồi. Tao coi rồi. Tao là quả đen, hoa hậu của các loài trim. Biết rồi. Tao là ngoài loài chim thần, tao đến đây để gọi là ăn cái cây khế này. Bởi vì tao nhìn thấy nhiều khế ngon quá. Và tao ăn xong tao sẽ trả mày là được cái gì? Trả gì mày, trả tao lại hộp hả? Mày đi giùm tao cái cây khế của tao. Nhà tao có mỗi cây khế để ăn à. Mày lấy của tao lấy gì tao ăn? Ăn quả là trả vàng đó, mày biết không, ngày xưa là truyền thuyết đấy, là người ta kể về tao á. Nhưng mà ông họa sĩ ông ấy mắc đuôi, ông ấy bị mù màu á, thì ông vẽ thành con gì á, thì ra là tao ăn nè. Hả, ăn khế trả vàng may túi Doraemon mang đi mà đựng. Mày túi đồ Doraemon có tờ heo, mày cái túi Doraemon lên nó lấy luôn cái đảo vàng cũng được. Ủa nhưng mà mày ăn một quả khế mày trả một cục vàng thiệt không vậy? Thiệt luôn, nó mang túi Doraemon đi đựng. Ok, để tao tính nha. Ok, để tao vô nhà tao lấy túi. Ủa, mày đừng có lừa tao nha. Cái con quạ này nó kêu là mình mang một cái túi. Cái gì, mang túi Doraemon hả? Trời, mang lấy luôn hết cái đảo vàng á, tao chửi đã. Ui, vậy là con quạ này nó sắp dẫn mình đến cái đảo để mình lấy vàng anh em ơi. Ui, được, ok, đi vô nhà lấy ra chửi. Sướng nha. Ok anh em ơi, mình mới đem một cái này là cái rương nè anh em. Đây chính là cái rương nè, đó anh em nhìn cái rương này nhìn quen không? Bạn nào mà biết cái rương này là trong game gì anh em hãy bình luận cho mình biết nha. Ok giờ mình đem theo nè. Cái kìa. Ôi con ngựa mặt ngu. Nhầm con quạ mặt ngu. Thôi gọi tao ngựa mặt ngu vậy, tao là quạ mà là hoa hậu của các loài trim. Rồi biết rồi nè ơi. Tao mang cái rương này theo được không? Nhìn coi cái rương này được không? Trời, 10 cái rương này cũng thừa đủ luôn. Ok vậy đi. Rồi giờ đi bằng cách nào? Tao leo lên lưng của mày xong mày trả tao đi đúng không? Ok rồi. Leo lên là cái thằng biến thái đòi leo lên thân mình của người phụ nữ xinh đẹp như tao. Giờ nhìn đây nè. Tao có chuốc cứ người ta ra nè, leo lên. Đó. Ủa cái gì vậy? Ủa tao nhớ trong truyện tranh là tao phải là leo lên lưng của mày, mày dẫn tao đi chứ, tự nhiên mày gọi cái con gì ra hả? Thì ngày trước thì tao khỏe thì tao cống nhờ bao nhiêu chục năm rồi, mày đọc cái chuyện cổ tích ăn khế trả vàng từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu, cho tao già rồi thì tao phải thuê con khác tao cưới cho mày. Trời ơi anh em ơi, cái con này nó hư cấu rồi. Lúc trước nó còn trẻ thì nó còn chở được, còn giờ nó già rồi thì nó kêu con chocobo cưỡi. Ok mày khôn lắm. Ok lên ok đi lên đảo vàng anh em ơi, đi thôi. Đó, mày nhìn đi chưa, mày nhìn đi chưa, tao xin giới thiệu với mày nè, đây là đảo vàng.
ghê chưa? Ủa cái này cái đảo vàng á hả? Wow, dừng lại. Coi, nhảy xuống coi, xem cái gì á? Trời ơi, cái này vàng vàng thiệt không vậy mày? Ôi trời ơi, cứng ngắc rồi, trời ơi, vàng nè. Ủa, vàng 4 con 9. À, cái gì? Vàng vàng 4 con 9 là gì? Vàng 4 con 9 là 4 cái số 9 á. Đó, ok. Nè. Ở đây là toàn vàng 4 con 9, ở đây mới là vàng thiệt nè. Chứ ngoài mấy cái tiệm vàng nó toàn bán vàng vì mấy đâu. Vàng gì? Ngoài tiệm vàng nó toàn bán cho mày vàng giả thôi, đấy là vàng 9 con 4. Trời, cái này là vàng 9 số 4, còn ngoài tiệm nó bán vàng 4 số 9 nè. Đây là 4 số 9. Nói chung là đây vàng mày phức tạp quá đi. Ok, trời ơi, em ơi, cái này nguyên cái hòn đảo vàng luôn em ơi. Ui, đảo quá, trời ơi, vậy là mình, ủa vậy là tất nhiên là tao sẽ được quyền lấy hết tất cả vàng trên đây cũng được luôn phải không? Thôi mày ngon, mày gặm hết chỗ này về, tao cảm mừng, tao đỡ phải chở mấy thằng khác đến mệt lắm. Ok, trời ơi, đã, lấy, trời quá, chị vàng luôn, lấy anh em ơi. Trời ơi anh em ơi, từ nãy giờ mình lấy vàng xong mình mới nhớ anh em là mình chưa có mang theo cái cúp. Trời ơi là trời, cái cúp của tôi, đúng rồi. Ơi mình không mang theo cái cúp làm sao mình đào được vàng đây, hoặc là cái máy khoan cũng vậy. Rồi giờ làm sao ta? Ui hình như bên dưới kia có cái nhà anh em ơi. Ừ đúng rồi, bây giờ mình xuống dưới cái nhà đó mình mượn họ một cái cúp, mình lên đây mình đào vàng, đúng rồi. Trời ơi, từ nãy giờ đào không được cục vàng hết, hóa ra là mình quên đem cái cúp. Trời, từ nãy giờ mình nuốt quá. Ok, để mình tới mình hỏi coi. Trời ơi, vậy là có người giúp mình rồi. Ủa cái con chưa có bộ. Ủa cái con quả mặt ngu đứng đó kìa. Ê quả mặt ngu. Dạ. Ủa mày đứng đây kìa. Ui, ủa cái âm này là ai vậy? Ông mẹ hả? À. Người quen tao. Người quen hả? Ủa dạ con chào ông. Dạ con chào ông ạ. Ủa mà người quen thân không? Bà con hả? Thân. Ngày trước ổng cũng trồng cây khế, tao qua ăn khế giờ ổng á, xong rồi ổng cũng muốn tập bàn. Rồi tao đèo ổng qua đây rồi tao đập, tao để đây rồi hôm bữa mà tao đèo ổng đi lúc tao chờ ổng ý rồi tao đi chỗ khác mà tao mắc toilet quá rồi tao đi toilet rồi tao quên về ổng đó rồi ổng giờ ổng chết già luôn. Cái gì? Mày chở ổng tới đây, chở ổng lấy vàng. Đúng rồi. Sau đó là mày về luôn, mày để ổng ở đây luôn. Đúng rồi, ổng dạy về luôn. Trời, nghe mày ở đây nha, mày đừng đi đâu nha, không mày bỏ tao đây luôn, giờ trời tối mất tiêu luôn nè. Ở đâu đây, từ tôi hỏi ông coi. Ông ơi, ông tại sao ông lại ở đây vậy ông? Trời cậu ơi, tôi đâu có muốn đâu. Thật ra đó là lần trước cái con ngựa mặt ngu nó chở tôi tới đây nè, xong đầu tôi lấy vàng. Cứ tôi quay lại không thấy nó đâu, nó chạy đâu mất tiêu luôn, cho nên tôi phải ở đây đến tận già luôn. Rồi bây giờ tự nhiên hôm nay mới gặp lại được nó nè. Là trời, làm ơn cậu giúp tôi với, cậu chở tôi về nhà đi cậu ơi. Ôi trời ơi trời, con ngựa mặt ngu. Ê mày nghĩ sao vậy? Ông này ổng đến đây ổng lấy vàng rồi mày không dạy, mất dạy đó, nói bao lần người ta là quả là hoa hậu của cái loài tree. Được rồi quả xinh đẹp được chưa? Nhưng mà tại sao mày chở ông này đến đây lấy vàng rồi mày bỏ ổng ở đây luôn vậy? Thì mỗi một năm hoặc là mỗi một lần nên chung là tao không biết cần bao nhiêu năm luôn, bởi vì tao là quả bất tử rồi. Khi nào mà có chuyến đi ăn khế trả vàng người ta mới đi lại mà hôm bữa tao quên. Quên là sao? Trời là trời, mày đến đây mày chở ông tới đây rồi ông lấy vàng, mày phải chở ông về chứ, thì mày quên là sao? Trách nhiệm của mày mà. Thôi tại tao, nói chung là bây giờ mày cứ đi về ông nè, lên đây tao chờ. Khoan đã, bây giờ mày chở ông về chung được không? Chứ nè, trời để ông ở đây á. Sống được. Chở ông về chung là coi như từ nãy giờ mày cầm bao nhiêu vàng là vứt đi hết luôn, nó không lấy được đâu. Ủa mày chở tao với lại chở ông với lại chở vàng về luôn cũng được mà. Mày nhìn con này là con gì, mày nhìn coi, đây là con chim hay là con voi mà mày bắt tao chở lắm vậy? Vậy bây giờ sao? Bây giờ hoặc là mày với vàng về, hai là ổng với vàng về, hoặc là ba là mày với ổng về vàng ở lại. Ủa vậy là giờ muốn chở ổng theo là phải tao phải bỏ vàng ở lại chỗ này hả? Không được thêm. Đúng rồi. Đem một cục thôi cũng được luôn. Đem một cục vô thì tí nữa nó hỏng hóc rồi con chim nó chẹo cắn cái vô mày cắn đầu không biển, mày đọc chuyện mày biết thôi mà, sao mày hỏi hoài vậy? Thôi cũng được, thôi bây giờ anh em ơi, bây giờ chắc là mình nghĩ là bây giờ mình sẽ dẫn cái bác này về nhà luôn, chứ chẳng lẽ giờ mình để bác này ở đây. Thôi bây giờ thì nói chung là nhà mình cũng đâu có phải là nghèo khổ đâu anh em, cho nên là thôi bây giờ mình bỏ hết mấy cục vàng đi, mặc dù là biết cái đảo vàng này coi bộ là nhiều thiệt luôn á. Ủa trời, tôi quýnh lộn. Con quả nó quýnh lộn với con trẻ nhân luôn anh em ơi, ghê quá. Ui đánh cổ đất một. Trời, con quả nó không dữ. Ôi, đánh tao thằng này coi. Đánh nè. Ủa con quả nó không dữ không? Trời ơi con quả chết rồi. Ai trở về? Trời ơi. Ê, mà không sao, tí nữa cũng quay lại, con quả đi đóng tiêu rồi. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ chở bác này về nha. Nói chung là mình nghĩ là mình không lấy vàng đâu. Chẳng lẽ giờ để cho cái bác này ở lại đây. Ok bác về cho biết chặt. Sao cho bác quấn cháu vậy? Ở là trời. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camu TV, để subscribe cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em phải nói. Bye bye.